Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Hôm nay chúng ta đi đến một phần phải nói là một trong những phần quan trọng nhất của thanh tịnh đạo, chính là việc thực hành niệm hơi thở. Việc niệm hơi thở này đó, nó bao gồm cả chỉ và quán. Và tùy theo phương pháp chúng ta thực hành mà chúng ta sẽ là chỉ hoặc là cả chỉ lẫn quán. Nhiều người khi không nghiên cứu kỹ thì họ rất là bối rối và họ không biết được thực hành hơi thở như thế nào là thiền chỉ, mà thực hành hơi thở như thế nào là thiền quán. Nó có luôn cả chỉ lẫn quán, nhưng mà do đây là cái phần định cho nên là chú trọng về định hơn chứ không phải không có quán. Nhưng mà đối với thanh tịnh đạo thì phần quán chưa có đi đến sự thực hành rốt ráo như là được nói ở trong phân tích đạo. Thưa quý vị, việc thực hành niệm hơi thở có những cái lợi ích. Ví dụ như thứ nhất là giúp cho chúng ta được an lạc. Bản thân việc thiền hơi thở chúng ta không phải chuẩn bị như là các đề mục thiền Kasina. Quý vị thực hành thiền Kasina trắng thì cũng biết rồi, để thực hành thiền Kasina chúng ta phải có sự chuẩn bị, còn hơi thở là cái sẵn có. Rồi chúng ta có thể đạt được sự an lạc trong việc thực hành thiền hơi thở ngay khi chúng ta chú ý đến hơi thở mà không cần phải chứng đắc các tầng thiền. Còn đối với các thiền khác đó, thì đôi khi đòi hỏi chúng ta phải đạt đến cận định, thậm chí là an chỉ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mới có được sự an lạc. Còn riêng đối với thiền hơi thở thì ngay khi chúng ta chú ý đến hơi thở thì chúng ta đã có thể an lạc được rồi. Một điều nữa là thiền hơi thở là một đề mục thiền nó gọi là dễ hành. Cái dễ ở đây á, nó không phải cái chuyện là dễ chứng đắc nghe. Dễ hành và dễ chứng là hai chuyện khác nhau. Bởi vì á, nó không có ghê tởm. Trong việc thực hành á, trong tăng chi chúng ta có bốn. Một là dễ hành mà khó chứng. Hai, dễ hành mà dễ chứng. Ba, khó hành mà khó chứng. Và bốn, khó hành mà dễ chứng. Nhớ nha, sự chứng đắc nó khác với cái chuyện mà hành dễ hay hành khó. Hành dễ hay khó ở đây á, nó không liên quan đến việc là mình có dễ nắm bắt tướng, tức là cái nimitta, hay là khó nắm bắt tướng nimitta, dễ thuần thục hay khó thuần thục, nó không liên quan đến. Mà nói như thế này nè, là nó không có vất vả. Vất vả là như thế này: các đề mục quán bất tịnh, mình phải công nhận là việc thực hành đó nó khó, nó gọi là nó khổ, tại vì nó quan sát những nhòm gớm.
hoặc là quán tử thi, thì nó làm cho chúng ta phải run sợ, phải kinh hãi, lông tóc dựng ngược, hoặc là chúng ta phải đi đến những cái nghĩa trang. Còn riêng thiền hơi thở thì nó sạch sẽ, có thể dùng từ sạch sẽ để hình dung. Mình không phải dính dáng đến những thứ ghê gớm để mà mình phải sợ hãi. Thành ra đây là một ưu điểm của thiền hơi thở. Một ưu điểm nữa của thiền hơi thở là khi chúng ta thực hành thiền hơi thở thì tư duy ác bất thiện xuất hiện lúc nào thì chúng ta có thể dùng định trên hơi thở diệt nó ngay lúc đó. Nhớ dùm cho là việc thực hành thiền hơi thở này chỉ có trong đạo Phật, không có ở trong bất kỳ tôn giáo nào khác. Tức là đó, ở đây chỉ đang nói đến khía cạnh là đưa đến sự chứng đắc đạo và quả. Các thiền ngoại đạo có thể có hơi thở, nhưng hơi thở của họ đó chỉ đưa đến các tầng thiền thôi. Còn riêng việc thực hành thiền hơi thở trong Phật giáo có thể đưa đến sự chứng đắc đạo và quả. Bởi vì sao? Bởi vì riêng trong việc thực hành thiền hơi thở, nó đã bao gồm tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Khi chúng ta nói đến những thuận lợi thì chúng ta cũng cần nói đến cái khó khăn. Khó khăn của việc thực hành thiền hơi thở là gì? Là nó quá cao cấp. Thiền hơi thở, cái này là trong Thanh Tịnh Đạo nói nha, thuộc phạm vi, phạm trù của các bậc chánh đẳng giác và độc giác. Cho nên thiền hơi thở là một phương pháp thực hành cao cấp. Thành ra không phải đối tượng nào cũng đủ trí, đủ khả năng thực hành thiền hơi thở. Chỉ riêng việc nắm bắt lấy cái tướng của hơi thở thôi, nhiều người trầy trật thực hành không được. Hơn nữa nó có những cạm bẫy làm cho hơi thở bị ô nhiễm mà chúng ta không nhận thức được, cứ bị rơi vào đó. Ở trong phân tích đạo Patthisamvidamagga đó, Ngài Xá Lợi Phất nêu 16 nguyên nhân làm cho định hơi thở bị ô nhiễm. Mà ở đây sư tóm gọn lại chỉ trong hai cái thôi. Thứ nhất là việc theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở. Tức là chúng ta theo dõi hơi thở vào, đi qua mũi, tới phổi, rồi xuống bụng. Rồi theo dõi hơi thở từ bụng đi qua phổi, ra mũi, đi ra ngoài. Việc theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở làm cho định bị ô nhiễm. Rồi khi chúng ta thở vào đó, chúng ta có sự mong cầu, chờ đợi thở ra. Rồi khi thở ra, chúng ta có sự mong cầu, chờ đợi thở vào. Thì việc theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở làm cho định bị ô nhiễm. Do đó, điểm theo dõi hơi thở phải cố định. Cái thứ hai, việc theo dõi hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở làm cho định bị ô nhiễm. Khi quý vị thực hành quán niệm hơi thở, nó sẽ đi đến phần quán thọ trên các thọ. Tuy nhiên, việc quán thọ trên các thọ dựa trên thiền hơi thở chỉ áp dụng đối với những vị đã chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà ở đây đó, cái mình gọi là cái recommend, tức là cái đề nghị là tứ thiền hơi thở. Được đề nghị là tứ thiền hơi thở, khi đó
chúng ta mới quán cảm thọ trên hơi thở. Thành ra nếu như định chúng ta còn non kém mà chúng ta theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm, nó sẽ phóng đại các cảm thọ, từ đó làm cho định bị ô nhiễm. Các bước đầu tiên của việc thực hành thiền hơi thở thuộc về quán thân trên thân, bởi vì đầu tiên hơi thở thuộc thân phần. Mà việc thực hành quán niệm hơi thở bước đầu thuộc quán thân trên thân, chúng ta phải thực hành đạt đến tứ thiền hơi thở, sau đó mới đi tiếp các bước tiếp theo là quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp dựa trên hơi thở. Do đó, thiền hơi thở là một đề mục thiền cao cấp, mà ở đó quý vị thực hành đủ cả tứ niệm xứ. Do đó, các vị độc giác, các vị chánh đẳng giác có thể chứng đạt được đạo quả nhờ vào việc thực hành thiền hơi thở. Và ở đây, trong bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Phật đã hướng dẫn lại tuần tự các bước để chúng ta thực hành. Và nếu như chúng ta thực hành được tuần tự 16 bước thực hành thiền hơi thở, chúng ta hoàn toàn có thể đi đến sự chứng đắc đạo và quả. Tuy nhiên, như sư nói, cái gọi là ưu điểm cũng có thể là khó khăn của thiền hơi thở là nó quá cao cấp. Nhưng do đặc điểm lịch sử, cho nên thời nay khi thực hành thiền, người ta ưu tiên dạy thiền hơi thở. Bởi vì thiền hơi thở thời nay nó trở nên nổi tiếng, và người ta dạy thiền hơi thở chủ yếu là bởi vì nó nổi tiếng. Còn nếu như chúng ta một vị thiền sư mà dạy một phương pháp thiền khác, thì có khi hành giả hoặc thiền sinh họ sẽ không mặn mà. Nó giống như bây giờ chúng ta đi ăn, chúng ta phải đòi là phải 5 sao mình mới vô. Thì cái thiền hơi thở này, như sư nói, là loại thiền cao cấp nhất ở trong tất cả các cái đề mục thiền. Ở đây sư sử dụng bản dịch của Ngài Chánh Thân, chứ không sử dụng bản dịch của Ngài Minh Châu, cũng không sử dụng bản dịch của bất kỳ vị nào khác. Bởi vì ở đây chúng ta cần có sự dịch nó chính xác. Ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm vì ấy thở vào, có niệm vì ấy thở ra, hoặc trong khi thở vào dài, vì ấy nhận biết tôi thở vào dài, hoặc trong khi thở ra dài, vì ấy nhận biết tôi thở ra dài, hoặc trong khi thở vào ngắn, vì ấy nhận biết tôi thở vào ngắn, hoặc trong khi thở ra ngắn, vì ấy nhận biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở vào, vì ấy tập. Làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Cảm giác hỷ như trên, cảm giác lạc như trên, cảm giác sự tạo tác của tâm như trên. Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm như trên, cảm giác tâm như trên. Làm cho tâm được hân hoan như trên, làm cho tâm được định tĩnh như trên, làm cho tâm được giải thoát như trên.
quán xét về vô thường như trên, quán xét về ly tham như trên, quán xét về diệt tận như trên, quán xét về từ bỏ như trên. Tôi quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở vào vì ấy tập. Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Đây là sư trích đoạn bài kinh Đức Phật hướng dẫn về việc thực hành thiền hơi thở, gồm có 16 bước. Mà nếu như chúng ta thực hành đầy đủ 16 bước này, chúng ta có thể đi đến đạo và quả. Lý do mà chúng ta phải chọn những nơi như là khu rừng nè, gốc cây hay là nơi thanh vắng á, là để tâm của chúng ta nó khỏi lăng xăng, như là con bò con nó đi tìm mẹ. Hơn nữa đây cũng là trú xứ dễ chứng đắc đạo quả. Tại sao? Tâm của chúng ta nó đã quen với các dục rồi. Trong dòng luân hồi từ vô thủy cho đến nay, chúng ta đã quen với các dục, trôi lăn trong các dục rất là nhiều rồi. Thành ra đó, khi tâm của chúng ta buông lỏng, không có sự phòng hộ, ngay lập tức nó chạy theo các dục. Thế cho nên đó, chúng ta phải tìm những khu rừng, gốc cây hoặc nơi thanh vắng để cho tâm nó không tìm thấy đối tượng quen thuộc của nó. Quý vị ai đã từng làm mẹ thì sẽ thấy cái giai đoạn mà cai sữa cho con á, là mình phải tách con ra khỏi cái sữa mẹ. Mình phải cai nó, mình cắt nó ra, làm cho nó không nhìn thấy, làm cho nó phải nhòm gớm, làm cho nó phải bỏ đi. Rồi để cho nó phải tìm thấy một cái đối tượng khác thay thế. Thì ở đây cũng ví như bò con đi tìm mẹ. Chúng ta phải kéo con bò con, một người muốn tách bò con ra khỏi mẹ, phải kéo nó ra chỗ khác đó, rồi đóng cái cọc, dùng cái sợi dây ấy, cột nó lại. Thì như vậy con bò dù có nỗ lực nó kéo cỡ nào, nó cũng không thoát ra khỏi cái cọc. Và nó dần dần nó sẽ cai được sữa. Cũng vậy, khi mà tâm của chúng ta bị buộc vào một nơi như là khu rừng, gốc cây, nơi thanh vắng, thì chúng ta, cái tâm nó có vùng vẫy như thế nào đi nữa, nó cũng không tìm thấy đối tượng dục quen thuộc. Rồi từ đó đó, chúng ta dùng cái định để chúng ta trói cái tâm của chúng ta lại. Cho nên đây là ý nghĩa của việc là chúng ta cần tìm khu rừng, gốc cây hoặc nơi thanh vắng. Hơn nữa, đây cũng là trú xứ dễ dàng chứng đắc đạo quả. Đối với các bậc tu sĩ thì Đức Thế Tôn vẫn luôn khuyến khích ở trong rừng. Bởi vì các khu rừng, các gốc cây, những nơi thanh vắng là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho vị ấy chứng đắc đạo quả, hơn là việc chúng ta phải ở những nơi ồn ào náo nhiệt, phải nghe những tiếng như là tiếng nhà cửa, xe cộ, tiếng đàn ông, tiếng đàn bà. Mà quý vị chưa có học qua bài kinh Tứ Niệm Xứ thì ở đây có nói đó, âm thanh đó là kẻ thù của định. Quý vị hành thiền, quý vị ngồi ở dưới cái chánh điện này, ở dưới quý vị thấy rồi, tiếng xe nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, âm thanh là kẻ thù của định, nó là cái gai, nó là cái gai của định, làm cho định
bị ô nhiễm, bị thối thất. Cho nên những khu rừng, gốc cây, nơi thanh vắng là nơi mà xa lìa những âm thanh đó. Rồi việc chọn ba cái nơi này đó, thì theo Thanh Tịnh Đạo thì chia theo mùa và chia theo căn tánh. Chia theo mùa là như thế nào? Mùa nóng thì chúng ta thích hợp ở rừng, mùa lạnh thì chúng ta thích hợp ở gốc cây, còn mùa mưa thì chúng ta thích hợp ở chỗ trống. Chỗ trống này đó có thể là một ngôi nhà trống, có thể là một hang đá. Ngoài ra đó, chúng ta còn có thể chia theo căn tánh. Đó là người căn tánh si thì thích hợp ở rừng, người căn tánh sân thì thích hợp ở gốc cây, còn người căn tánh tham thì thích hợp ở chỗ trống. Xét về tư thế ngồi á, thì Đức Thế Tôn nói là ngồi kiết già. Thì trong chú giải có nói kiết già là mình xếp hai cái vế lại, hai cái bắp vế lại. Nhưng mà bây giờ xếp hai cái bắp vế đó thì nó mới dẫn đến là có ba kiểu ngồi. Tại vì ở đây chỉ đơn giản là xếp hai bắp vế lại với nhau thôi nha. Thành ra dùng cái từ kiết già nó cũng hơi kẹt. Cho nên ở đây chúng ta có ba tư thế ngồi mà xếp hai bắp vế lại với nhau. Một là ngồi kiết già như xưa giờ chúng ta vẫn hiểu là để hai lòng bàn chân lên trên. Thứ hai là ngồi bán già, tức là một bàn chân ở bên trên, một bàn chân bên dưới. Thứ ba là ngồi kiểu chân trong chân ngoài. Thì cả ba tư thế này đều có thể thực hành, không sao cả. Chúng ta không nên quá tôn thờ một tư thế ngồi, đó sẽ là chướng ngại đối với quý vị. Bởi vì ở trong luật tỳ kheo ni, Đức Thế Tôn cấm các vị tỳ kheo ni ngồi kiết già. Do cấu tạo sinh lý của người nữ khi ngồi kiết già thì thuận lợi cho các dục sanh khởi. Cho nên là dù vị tỳ kheo ni có bệnh thì cũng chỉ được ngồi bán già, không được ngồi kiết già. Đó là lý do mà sư nói là chúng ta hạn chế việc tôn thờ một tư thế ngồi, nó không có tốt. Cái thứ hai là lưng thẳng. Lưng thẳng thì quý vị biết rồi, sư không cần phải nói thêm. An trú niệm ở trước mặt, tức là chúng ta đặt sự ghi nhớ, đặt sự nhận biết ở phía trước mặt của mình. Có niệm vị ấy thở vào, có niệm vị ấy thở ra. Sato wa asasati, sato wa pasasati, có nghĩa là hơi thở đi vào hay đi ra đó, chúng ta đều có sự nhận biết. Ở trong bản dịch của Ngài Minh Châu á, Ngài dịch là tỉnh giác. Nhưng mà cái từ tỉnh giác á, là cái từ sambacchanya, nó không dính dáng gì hết. Còn cái từ là sato quá là nó bao gồm cái từ là sata cộng ê quá. Mà sata đó là niệm, ê quá nó chỉ là một cái hậu tố đi kèm thôi. Tức là có niệm vì ấy thở vào, có niệm vì ấy thở ra. Mình dùng cái từ mà tỉnh giác là mình dùng sai chỗ ha. Nghĩa là khi thở vào
nhận thức rõ là thở vào. Khi thở ra, nhận thức rõ là thở ra. Nhớ, ở đây không có sự phân biệt chỉ và quán ngay tại thời điểm này. Thứ nhất là cái điểm theo dõi hơi thở. Như sư nói, để tránh hai cái lỗi, hai là 16 gom lại làm hai đó, hai cái lỗi làm cho định bị ô nhiễm khi chúng ta mới bắt đầu thiền hơi thở. Thứ nhất là lỗi theo dõi sự chuyển động của hơi thở. Để khắc phục lỗi này, chúng ta phải theo dõi hơi thở trên một điểm cố định. Không có chạy theo hơi thở đi vào, rồi chạy theo hơi thở đi ra. Cái thứ hai là tránh làm cho định bị ô nhiễm bằng việc theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở. Khi quý vị đạt được tứ thiền hơi thở, quý vị hoàn toàn có thể theo dõi hơi thở bằng cảm thọ, không vấn đề gì cả. Nhưng đó là điều kiện khi chúng ta đạt đến tứ thiền hơi thở. Còn nếu như chúng ta chưa đạt được tứ thiền hơi thở mà chúng ta theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm, nó sẽ phóng đại cảm thọ. Nó giống như một đứa bé mà chưa biết lái mà ngồi lên trên một chiếc xe máy, mở khóa sẵn, nổ máy sẵn, nó cầm cái tay lái, nó chỉ nó vặn nhẹ là ga nó vọt, thì chắc chắn có tai nạn. Khi quý vị chưa đạt được tứ thiền hơi thở mà quý vị theo dõi hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở, nó sẽ phóng đại các cảm thọ, dẫn đến các vấn đề khi hành giả thực hành thiền hơi thở. Ví dụ như ngồi đầu nặng thân nhẹ, trên nóng hoặc là dưới nóng, hoặc là đau đầu nặng đầu, hoặc là cảm giác cơ thể nó bồng bềnh, thì rất nhiều những vấn đề xảy ra đối với một người theo dõi hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở. Sư không nói là chúng ta không thể làm được, mà vấn đề ở đây là định của chúng ta chưa đủ, mà chúng ta đã thực hành á thì nó chỉ đem lại sự tai hại. Do đó, chúng ta phải tránh theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở. Đây là một điều mà những người học và nghiên cứu thiền hơi thở không chịu đọc Thanh Tịnh Đạo, không chịu đọc Phân Tích Đạo đã đi dạy thiền hơi thở. Cho nên rất nhiều người Việt Nam của mình thực hành sai, do khi theo dõi hơi thở toàn là theo dõi dựa trên điểm xúc chạm hơi thở không. Mà muốn theo dõi hơi thở dành cho người mới bắt đầu thực hành thiền hơi thở, mình phải theo dõi một điểm ở bên ngoài cơ thể. Nó không được chạm vào hơi, nó không được chạm vào cơ thể. Nó không được chạm vào cơ thể. Nó nằm sát cơ thể nhưng nó không có chạm vào. Tại vì nếu nó chạm vào á, mình sẽ rơi vào cái bẫy của sự xúc chạm. Nha, nó nằm sát cái cửa mũi này, nằm sát đó. Xin lấy ví dụ như là chúng ta để một cái cục bông gòn ở phía trước mũi, thì khi chúng ta thở vào, chúng ta nhận thức được hơi thở đi qua cục bông gòn
rồi đi vào cơ thể. Khi chúng ta thở ra, chúng ta nhận thức được hơi thở đi qua cục bông gòn rồi đi ra cơ thể. Thì cái điểm đó là cái điểm chúng ta theo dõi. Nó giống như một cánh cửa mà hơi thở đi vào và đi ra thông qua cánh cửa đó. Do hơi thở ở đây nó vẫn thuộc về thân phần, chứ nó không nằm ngoài thân phần. Cho nên điểm theo dõi hơi thở nó vẫn thuộc về thân phần. Khi theo dõi hơi thở như vậy đó, chúng ta sẽ tránh được cái bẫy của sự xúc chạm và cái bẫy của sự chuyển động. Rồi khi chúng ta theo dõi hơi thở mà điểm hơi thở nó chạy đi chỗ khác thì chúng ta bỏ đi, chúng ta theo dõi lại. Đúng nghĩa điểm đó. Nếu như chúng ta chưa nắm được thì đưa ngón tay lên để biết được đâu là điểm của hơi thở. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục. Cho nên việc thực hành thiền hơi thở là một đề tài, một đề mục thiền cao cấp thuộc phạm vi của một vị Bồ Tát độc giác, Bồ Tát chánh đẳng giác và chứng đắc đạo quả độc giác, chứng đắc đạo quả chánh đẳng giác. Nó không phải là một đề mục thông thường. Cho nên nó không đơn giản ha. Nó khó chứ không đơn giản đâu. Nó không giống như casino, cái đối tượng là có sẵn. Còn hơi thở ở đây mình phải rất khéo léo, phải tránh được những cạm bẫy của hơi thở để chúng ta có thể thực hành một cách thuần thục. Rồi lại nữa, ở trong kinh thì Đức Phật không hề dạy việc đếm hơi thở. Tuy nhiên, sau khi Phật giáo phát triển, thì trong dòng lịch sử thì không biết là vị nào thì bắt hướng dẫn việc đếm hơi thở. Tuy nhiên, việc đếm hơi thở nó có cái lợi chứ không phải không có. Cho nên trong Thanh Tịnh Đạo có hướng dẫn quý vị đếm hơi thở. Đếm hơi thở thì không nên dưới 5 và không nên quá 10. Tức là mình đếm trong khoảng từ 5 tới 10 hơi thở thôi. Khi thở vào, chúng ta đếm 1. Thở ra, chúng ta đếm 2. Thở vào, chúng ta đếm 3. Thở ra, chúng ta đếm 4. Cứ như vậy cho tới 5, hoặc 6, hoặc 7, hoặc 8, hoặc 9, hoặc 10. Rồi quay lại 1. Không đếm hơn 10, không đếm lớn hơn 10, mà cũng không đếm nhỏ hơn 5. Việc thực hành đếm số giúp cho chúng ta ghi nhớ hơi thở dễ dàng hơn. Và đây chỉ là một phương tiện, tức là một cái phương pháp được sáng tạo ra sau này để chúng ta dễ dàng theo dõi hơi thở. Đây không phải là một phương pháp chúng ta có thể sử dụng lâu dài, mà cho đến khi nào chúng ta có thể theo dõi hơi thở một cách liên tục, không quên, mà chúng ta không cần phải đếm nữa, thì khi đó chúng ta bỏ đếm số hơi thở. Nhiều người họ đếm số hơi thở, rồi họ đếm riết, họ không chịu bỏ, thì họ không thể đi tiếp những bước cao hơn.
Cho nên quý vị có thể không cần đếm số cũng được. Nếu như quý vị lo ngại là mình tập đếm số quen rồi, sau này không đếm số mình không thở được, không theo dõi được. Hoặc là quý vị có thể đếm số trong trường hợp quý vị cần cái sự ghi nhớ hơi thở tốt hơn. Tùy ha. Rồi việc theo dõi hơi thở nó còn đưa đến một cái tình trạng là mình theo dõi hơi thở một hồi, hơi thở nó biến mất. Nó không giống như các đề mục thiền khác, mà mình càng tập trung thì đối tượng thiền là cái nimitta nó càng rõ, mà thiền hơi thở mình càng tập trung hơi thở nó càng vi tế, nó càng nhẹ, thậm chí mình tìm không thấy nó luôn. Đây là lý do mà thiền hơi thở nó khó, nó không phải dễ. Đây là một cái phạm vi của các vị độc giác và chánh đẳng giác, nó không đơn giản. Quý vị theo dõi hơi thở thì hơi thở sẽ càng ngày càng vi tế, càng ngày càng vi tế, cho đến một lúc nào đó tâm của mình nó không đủ mạnh để theo dõi hơi thở nữa, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy hơi thở. Điều này cũng giống như một người chăn bò mà để bò đi lạc, không thấy con bò đâu nữa. Thì việc người chăn bò đi lạc, để bò đi lạc á, vị ấy không cần đi tìm bò, mà vị ấy chỉ cần cầm cây roi, sợi dây, đi đến chỗ con bò thường hay uống nước, đi ra đó, có thể con bò ngay chỗ đó, hoặc ngồi đợi một hồi con bò sẽ đi tới chỗ đó nó uống nước, rồi cứ thế mà bắt con bò thôi, chứ không phải đi lùng sục ở trong rừng để tìm con bò. Tương tự như vậy, khi chúng ta thực hành thiền hơi thở mà hơi thở biến mất thì chúng ta chỉ việc chờ nó thôi. Chờ ngay cái điểm hơi thở. Điểm hơi thở là cái điểm chúng ta vẫn đang theo dõi, biết nó có ở đó, biết chỉ việc chờ thôi, tiếp tục theo dõi, chờ ở đó, thì một hồi nữa hơi thở sẽ xuất hiện. Như con bò, một hồi nữa nó sẽ xuất hiện chỗ uống nước. Như thế nào thì hơi thở sẽ xuất hiện trở lại nơi điểm quan sát hơi thở như thế ấy. Chúng ta không cần hoảng sợ, bởi vì chúng ta có thể suy xét như thế này. Thứ nhất, việc mất hơi thở, nếu như hơi thở thực sự mất á, thì nó chỉ mất đối với người đã chết. Mình chưa chết, cho nên hơi thở chưa biến mất. Phải tin chắc điều đó. Cái thứ hai, việc biến mất hơi thở chỉ xuất hiện ở các vị phạm thiên. Mình không phải phạm thiên, cho nên hơi thở chưa biến mất. Cái thứ ba, việc biến mất hơi thở chỉ xuất hiện đối với vị đã chứng tứ thiền trở lên. Mình chưa chứng tứ thiền, cho nên hơi thở chưa biến mất. Chẳng qua là định và niệm của mình còn non kém, cho nên chưa nhìn thấy được hơi thở, chứ hơi thở không hề biến mất. Thì như vậy, hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ngay điểm hơi thở, thì hơi thở sẽ xuất hiện. Khi quý vị tập trung vào hơi thở thì dần á, cái điểm hơi thở nó sẽ ngày một trở nên rõ ràng. Quý vị có thể thấy cái điểm hơi theo dõi hơi thở nó như là một cụm mây, hoặc nó có thể giống như là một làn khói
hoặc nó có thể giống như một sợi chỉ, hoặc nó có thể giống như một cục bông gòn, hoặc nó có thể giống như một mặt trăng, hoặc nó có thể giống như một mặt trời. Thì tùy theo mỗi người mà cái tướng của hơi thở nó sẽ không giống nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở. Đừng chơi đùa với tướng của hơi thở. Đừng chơi đùa với nó. Nhớ giùm sư cái này. Nhớ nằm lòng giùm sư, rồi sau này quý vị có đi hành thiền ở bất kỳ chỗ nào, rồi khi mà nó tới thì đem ra sử dụng. Đừng bao giờ chơi đùa với tướng của hơi thở. Và đừng bao giờ chơi đùa với màu sắc của tướng hơi thở. Khi quý vị hành thiền, quý vị có thể trải nghiệm kinh nghiệm ánh sáng mà mình gọi là hào quang đó. Quý vị thích gọi hào quang cho nó oai thì cứ gọi. Nhớ, đừng tập trung để ý đến ánh sáng mà phải tập trung vào điểm hơi thở. Ánh sáng có màu gì thay kệ nó. Nó có hình dạng như thế nào thay kệ nó. Nó biến đổi, nó biến hóa như thế nào thay kệ nó. Tập trung vào điểm hơi thở. Khi chúng ta tập trung như vậy thì chúng ta mới tiến lên được. Và một lần nữa, đừng bao giờ chơi đùa với ánh sáng. Nó không phải là thứ mà hiện tại bây giờ chúng ta có thể đụng vào. Đừng bao giờ chơi đùa với ánh sáng. Rồi khi quý vị thực hành đến cái mức này, có thể đi đến gặp vị hướng dẫn thiền để kình pháp. Được rồi, sư tham gia khóa thiền ở Chiang Mai, Thái Lan, vị do vị thiền sư Ba Ốc hướng dẫn. Sư lấy làm buồn cười, tức là vừa buồn mà vừa mắc cười, là nhiều vị không dám kình pháp. Bởi vì các vị ấy nói là trình pháp pháp mất. Xin thưa là mình hành thiền như thế nào, mình thấy cái gì, mình phải đi lên, mình gặp vị thiền sư thì thiền sư hướng dẫn tiếp. Chứ còn quý vị nói thẳng là mình có chứng cái gì đâu mà mình sợ trình nó mất. Có đâu mà mất. Chừng nào mà quý vị chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, rồi quý vị hẳn nói là mình có. Chứ bây giờ mình có cái gì đâu mà cứ sợ mất. Đi phải đi lên trình bày với thiền sư là quá trình theo dõi hơi thở. Mình gặp những vấn đề như thế thì vị thiền sư mới mở cho mình, mới hướng dẫn cho mình được. Chứ chưa có gì hết, cứ sợ trình pháp là mất. Chúng ta qua cái đoạn tiếp theo là hơi thở dài. Thế nào là hơi thở dài? Hơi thở dài á là mình hơi thở trong một đoạn thời gian được công nhận là dài thì đó là hơi thở dài. Tương tự như vậy, hơi thở trong một đoạn thời gian mà chúng ta quy ước là ngắn thì đó là hơi thở ngắn. Nhớ, ở đây chỉ có hơi thở dài và hơi thở ngắn, không có hơi thở trung bình ha. Ở đây đó là thở vào dài, vì ấy biết rõ là tôi thở vào dài. Nhưng sư lưu ý chỗ này, do Pali là động từ có chia, cho nên ở đây á, không có cái tôi nào cả, mà đang nói là chỉ cái này nè. Mình biết là cái thân tứ đại này, là cái này nè, nó thở vào dài. Thì khi Đức Phật Ngài nói Ngài phải
dùng cái động từ có chia để Ngài chỉ cho mình biết là cái đối tượng này là mình thực hành, là mình biết là mình thở vào dài, chứ không có cái tôi ở đây. Do tác động của ước muốn, vì ấy thở vào, hơi thở vào dài, vi tế hơn, vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu. Do tác động của ước muốn, vì ấy thở ra, hơi thở ra dài, vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu. Do tác động của ước muốn, vì ấy thở vào cũng như thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra dài, vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu. Do tác động của ước muốn đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra dài, vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu, có hân hoan sanh lên. Ở đây có nghĩa là khi chúng ta thở, nó phải có cái tâm muốn thở thì mình mới thở. Còn khi mình có cái tâm muốn không thở thì khi đó mình sẽ không thở. Mình thở vào nó cũng phải có cái tâm muốn thở vào, mình thở ra cũng có cái tâm muốn thở ra. Thì cái muốn ở đây nó chỉ là cái muốn đơn thuần, nó không dính dáng đến tham ác bất thiện pháp, không dính dáng ha. Mà ở đây nói chỉ là cái tâm duy tác thôi, tức là chỉ là hành động, đơn thuần là hành động. Khi mà chúng ta theo dõi hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, thì tâm của chúng ta đạt được sự hân hoan. Rồi do tác động của hân hoan, vì ấy thở vào, hơi thở vào dài, vi tế hơn trước, vân vân. Đây sự tóm gọn ha. Cho đến đoạn cuối, do tác động của hân hoan đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra dài, vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu. Tâm ly khai hơi thở vào, hơi thở ra dài và trạng thái xả được thành lập. Có nghĩa là lúc bây giờ mình tách ra, mình phải tách ra. Mình giống như là một người khách, mình quan sát hơi thở. Lúc bây giờ nó không còn là tôi đang thở vào dài, tôi đang thở ra dài, mà ở đây chỉ có sự thở vào dài, sự thở ra dài, tách ra. Đây là cái giai đoạn tiếp theo, bước tiếp theo. Nhớ sự tóm tắt lại nè. Cái giai đoạn đầu tiên á, là chúng ta phải xác định được cái điểm theo dõi hơi thở. Sau đó chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Đối với những ai cần thêm một bước nữa thì chúng ta sẽ đếm hơi thở. Và chúng ta đếm cho đến khi thở vào và thở ra có sự ghi nhận rõ ràng thì chúng ta bỏ không đếm nữa, vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Sau khi thuần thục, mà sư e là sự thuần thục này là đạt đến tứ thiền. Sau khi thuần thục thì chúng ta quan sát hơi thở vào dài, hơi thở ra dài. Cho nên hiện tại bây giờ quý vị chưa được
gọi là chưa được phép, không nên, không được khuyến khích quan sát hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, mà mình chỉ mới dừng lại ở bước là quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Chừng nào được thì khi đó hỏi vị thiền sư. Vị thiền sư, vị thầy hướng dẫn sẽ căn cứ khả năng định của mình á, để cho chúng ta đi tiếp là quan sát hơi thở vào dài hay hơi thở ra dài. Thì quay trở lại vấn đề, khi mà chúng ta quan sát đến cái mức này đó, là chúng ta đã tách ra khỏi rồi, là tâm của chúng ta tách ra khỏi, chúng ta quan sát và chúng ta quan sát với trạng thái xả. Mà cái trạng thái xả này á, nó nằm ở đâu? Quý vị học đạo rồi, học rồi, xả nằm ở đâu? Tứ thiền. Xả nằm ở tứ thiền. Cái hỷ á, hỷ lạc á, nó còn là nó đã nằm ở các tầng thiền ở dưới rồi, nhị thiền, tam thiền. Mà tới cái xả là tứ thiền rồi. Cho nên sư mới nói là việc theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra đó, chúng ta theo dõi cho tới tứ thiền rồi, sau đó chúng ta mới bắt đầu theo dõi cái, hoặc ít nhất tối thiểu là phải đạt đến cái an chỉ định rồi mới theo dõi hơi thở vào dài, hơi thở ra dài. Tại vì đi theo cái bước này là chúng ta đã bắt đầu đi đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi. Rồi theo chính phương thức này, hơi thở vào, hơi thở ra dài là thân. Sự thiết lập là niệm, sự quán sát là trí. Thân là sự thiết lập, không phải là niệm. Niệm vừa là sự thiết lập, vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, vì ấy quán xét thân ấy, vì thế được nói rằng việc tu tập sự thiết lập niệm và về quán xét thân trên thân. Tức là ở đây nói rằng khi chúng ta theo dõi hơi thở thì nó bao gồm cả niệm và trí. Nó bao gồm cả định nè, niệm nè và trí. Thì khi đó chúng ta đang cũng đang đồng thời thực hành tứ niệm xứ. Mà do hơi thở vào thời điểm này nó thuộc về thân phần, cho nên chúng ta đang quán xét thân trên thân. Đến đoạn tiếp theo là cảm giác toàn thân. Tôi thở vào vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi thở ra vì ấy tập. Tức là hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn là xong rồi ha. Là coi như là mình tới tứ thiền rồi đó. Xong rồi, tiếp theo dùng cái định tứ thiền đó chúng ta đi tiếp. Thì cái cảm giác toàn thân ở đây chính là thân của hơi thở. Khi đó đó chúng ta phải nhận biết rõ cả ba giai đoạn của hơi thở. Cái này á, đối với một người có tứ thiền á, cái định của tứ thiền đủ thâm sâu, đủ mạnh để tâm vị ấy có thể nhận thức rõ là hơi thở từ khi nó bắt đầu cho đến đoạn giữa của hơi thở và cho đến đoạn kết thúc của hơi thở, của hơi thở vào. Rồi sau đó vị ấy có thể nhận thức được đoạn bắt đầu của hơi thở ra, đoạn giữa của hơi thở ra và đoạn cuối của hơi thở ra. Nhớ cái này là vẫn theo dõi trên cái điểm hơi thở đi vào và đi ra, vị ấy theo dõi trên điểm hơi thở và vị ấy biết được đây là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Chứ không được phân ra, ví dụ như mũi là đoạn đầu,
phổi là đoạn giữa, bụng là đoạn cuối thì không được. Đó là phương pháp thực hành sai. Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, thân hơi thở đó. Tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân hơi thở, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Ở đây đó, các hơi thở vào dài là thuộc về thân. Các pháp này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác của thân. Trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng, các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. Tại sao sư để dài như vậy? Bởi vì đây là trích đoạn trong phân tích đạo. Xin thưa là tới chỗ này bản dịch thanh tịnh đạo là xài không được. Thành ra là sư phải dùng cái bản trích dẫn ở trong phân tích đạo để cho quý vị nắm được cái nội dung của phần này. Nghĩa là bây giờ đó, cái hơi thở vào dài á, nó thuộc về thân. Thì khi đó chúng ta làm cho toàn bộ cái thân hơi thở á, nó được an tịnh. Được an tịnh bằng cách nào? Bằng cách đưa nó đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta sẽ thấy là hơi thở khi chúng ta mới bắt đầu á, nó còn thô. Thì chúng ta sẽ làm cho hơi thở nó tế hơn bằng cách đi vào các cái tầng định thâm sâu. Thì cái hơi thở của cận định thì nó sẽ là thô so với hơi thở của an chỉ định, được sơ thiền. Hơi thở của sơ thiền sẽ là thô so với hơi thở của nhị thiền. Hơi thở của nhị thiền sẽ là thô so với hơi thở của tam thiền. Hơi thở của tam thiền sẽ là thô so với hơi thở của tứ thiền. Cho nên câu làm cho an tịnh thân hơi thở, làm cho an tịnh sự tạo tác của hơi thở, làm an tịnh thân hành, bản ngày Minh Châu ngày làm an tịnh thân hành là mình đi dần đến các tầng thiền, làm cho hơi thở dần trở nên vi tế, vi tập. Các trường hợp rồi các hơi thở ra dài là thuộc về thân. Các pháp này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác của thân. Trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng, các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. Tức là chúng ta làm cho hơi thở nó vi tế dần. Khi mà lên các tầng thiền, hơi thở sẽ trở nên càng lúc càng vi tế dần. Rồi cho đến tứ thiền, hơi thở nó bật luôn, diệt tận, mất luôn. Thì đó là phương pháp thực hành. Rồi các hơi thở vào ngắn thì cũng như trên, các hơi thở vào dài thì cũng như trên. Rồi cảm giác toàn thân các hơi thở vào thuộc về thân, cảm giác toàn thân các hơi thở ra là thuộc về thân, như trên. Các pháp này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác của thân. Trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng, các sự tạo tác của thân ấy vị ấy tập. Có nghĩa là lúc bây giờ, dù hơi thở vào dài hay hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn hay hơi thở ra ngắn, hay là tổng hợp hơi thở vào hơi thở ra, thì chúng ta đều làm cho nó dần trở nên vi tế và tịch lặng. Cho nên khi chúng ta thực hành một cách bài bản, chúng ta thấy rõ là việc theo dõi hơi thở có tuần tự thứ lớp, đi từng bước từ thấp lên cao, chứ không phải chúng ta chỉ đơn giản
ngồi theo dõi hơi thở ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, thì mình ngồi hoài cũng không có gì hết trơn. Muốn có cái gì đó là mình phải đi theo bài bản đàng hoàng. Rồi như quý vị thấy đó, là các phần tiếp theo thì chỉ dành cho vị chứng thiền. Bây giờ vô cái lĩnh vực mà bây giờ mình giới không tới rồi, giờ tính sao? Đọc qua cho biết thì xin thưa đọc qua, quý vị cũng không biết gì hết. Nó lùng bùng cái đầu á. Nó cũng kẹt ha. Không dạy thì thiếu, mà dạy thì không tới. Nó kẹt vậy đó. Tại vì ở đây đâu có ai lên được tứ thiền đâu mà mình đi tiếp những cái bước nữa. Cho nên cái phần mà những phần tiếp theo nè, cảm giác hỷ tôi sẽ thở vào vì ấy tập, cảm giác hỷ tôi sẽ thở ra vì ấy tập, thì cái này là chỉ khi nào mình đạt đến tứ thiền rồi mình hẳn tập cái này. Chưa được thì để qua một bên, nó sẽ tốt hơn cho mình. Ở đây đó, hỷ là gì? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm, nhờ tác động của hơi thở vào, của hơi thở vào dài, hỷ và hân hoan sanh lên. Tức là ở đây á, vị ấy do đang định trên hơi thở, tức là chứng các tầng thiền hơi thở đó, thì hỷ nó sẽ khởi sanh. Hỷ là sự hân hoan, sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm. Đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm, nhờ tác dụng của hơi thở vào dài, hơi thở ra dài như trên. Tại sao mà ở đây sư để dài như vậy? Bởi vì thứ nhất á, là chúng ta nên đọc qua để biết, thành ra là nó cần đầy đủ. Khi mà về á, khi mà về thì các bạn ban tổ chức có thể gửi hết toàn bộ các cái phần hơi thở còn lại để cho quý vị có cái nhìn chung, cái nhận biết chung, là 16 cái 16 cái bước thực hành thiền hơi thở nó ghê gớm như thế nào. Là bước đến cái bước cuối cùng á, là cái phần mà quán hỷ, quán hỷ này nè, là nó thuộc về quán thọ trên thọ. Rồi đến cái đoạn sau là quán tâm trên tâm, và đoạn quán pháp trên pháp. Chúng ta sẽ đi dần cho đến việc chứng đắc đạo quả. Cho nên là cái tài liệu thì sư sẽ gửi cho quý vị để quý vị ghi chép đầy đủ. Chứ còn mà việc giảng dạy á, thì sư sẽ skip qua cái đoạn này, tức là lược bớt qua đoạn này để chúng ta không có mất thời gian. Bởi vì những cái này chỉ có sự nhận biết thông qua thực chứng bởi các thiền chứng thôi. Thành ra là hôm sau thì có thể báo là mình đã xong cái phần quán niệm hơi thở. Tại vì chỉ đơn giản là các phần sau, tài liệu thì sư sẽ đưa để quý vị ghi chép. Sư skip phần giảng, tại vì giảng thì thứ nhất nè, sư chưa chứng thiền, sư chưa chứng tứ thiền, thì những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm trong đó sư không thể có để sư giảng cho quý vị. Cái thứ hai, quý vị cũng chưa có chứng tứ thiền thì mình cũng không xài được. Thành ra cái phương pháp mà tốt nhất dành cho quý vị trong việc hành thiền hơi thở là chúng ta hãy bắt đầu nhớ cái đoạn đầu tiên sư hướng dẫn quý vị thực hành thiền hơi thở.
là đặt hơi thở ở trước mũi, quan sát hơi thở vào, quan sát hơi thở ra. Khi quý vị thực hành thiền với sư, sư không đủ khả năng để hướng dẫn quý vị chứng đắc lên các tầng thiền, nhưng sư có đủ tự tin để hướng dẫn quý vị ít nhất là đi đến cận định. Bởi vì sư biết con đường đi nó như thế nào, và mình phải thực hành. Cái lớp của mình phải nói là quý vị đi được tới cái chỗ này là quý vị cũng không phải dạng thường. Thì chúng ta phải thực hành. Nhớ, học thanh tịnh đạo mà không thực hành nó giống như cưỡi ngựa xem hoa thì nó uổng phí. Đây là pháp hành chứ không phải là pháp học thuần túy ha. Về việc thực hành thiền hơi thở thì quý vị có thắc mắc gì hay không? Dạ thưa sư, con hỏi là lúc nãy sư nói là quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, quán pháp trên pháp. Thì sư có thể giải thích nhiều hơn về quán thọ trên thọ, nghĩa như sư hiểu rõ. Cô muốn hiểu rõ thì tham dự khóa thiền sắp tới ha, ngày 28. Quán thọ trên thọ là mình xem xét các cảm thọ, cái gì nó đang diễn ra và mình quan sát nó, quan sát như thế nào. Cái kỹ thuật thực hành thì tham gia khóa thiền chúng ta có nhiều thời gian hơn để sự hướng dẫn. Cái vị là cô ở dưới, không, cô ở dưới. Thầy ở trong bước 1 là xác định điểm hay là ở trong khóa thiền. Nhớ là mình phải dùng tâm để mình dùng cái tưởng á, để mình biết cái điểm hơi thở. Mình phải biết bằng tâm chứ mình không phải nhìn bằng mắt, và mình cũng không phải cảm thọ bằng thân. Nha. Nhiều người hành thiền hơi thở mỏi mắt, tại mắt cố nhìn dưới làm sao mà thấy. Mình phải dùng bằng tâm để mình ghi nhận rõ cái điểm hơi thở, theo dõi bằng tâm. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi ta thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhăng, nịp bà na sa, bạc cha yô, hồ tu, y măng nô, bùn nha phà găng, sắp ba sát tà năng, đề ma. Sa thu, sa thu, sa thu.